qua suối, vượt suối, vượt đây, qua suối lẹ lên. Đó, cái cảnh này mẹ nó mối kiểu này nè. Qua con mới sống cầm mê lao. Đó, đó, mẹ nó mối đó. Thấy chưa nè, cố lên, cố lên. Nắm, nắm nữa nha anh em. Đó, bên nghề. Quá đã. Chạy nha anh em. Mời chết. Búp 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 không. Búp cái dù không. Nắm nha anh em, vô đây mắc sống rồi. Ba nắm thừa hết. Nắm mày xấu đủ má như trộm luôn. Mua hàng đèn, đèn như cái chó. Nè, không ngủ mà. Quá sức. Quá nắm à, quá nắm. Để đây mắc sống nha anh em. Màu dắt hai đàn. Xấu. Nắm cục quá không? Nhiều lắm mà anh ơi. Xấu còn mà, nhìn là biết cái nắm xấu. Ủa sao nó cũng hư hết à? Sao nó cục rảnh vậy? Nắm dây mà anh em ở nhà. Ồ anh em. Ui, được lắm, ở đây. Đinh không. Đinh như bút không. Trời ơi chẳng luôn. Lung tung hết. Trời ơi. Trời ơi kia nữa kìa. Tới. Này không quay video trực tiếp nữa nha anh em. Về mới đăng lên cho anh em coi. Đó, đó. Đó. Đâu có nhiêu đâu. Khán giả luôn. À, một ổ nhổ được như đây nha anh em. Mùi than đống đống đống. Quá xá. Đây vào đã không? Cán bằng sừng trâu luôn á. Hội phụ nữ Việt Nam ấp 5 Tân Khai nha anh em. Quá tải rồi đó mùi than. Súng núm nha anh em. Lại làm đầy dũng tí tuổi. Quá nấm rồi, quá nấm rồi. Chạy nha anh em. Quá đã, quá đã. Quá xá. Quá xá nấm. Lâu già nha anh em. Quá. Quá sức tưởng tượng. Sô-cô-la, sô-cô-la. Nấm nữa nha anh em. Quá đã, quá đã. Nở hết mớ cũng ghê. Mời, mời. Nắm nha anh em. Quá, quá xa. Mời, mời. Mời chết. Búp, toàn là búp. Chạy nha anh em. Quá xa đã. Mình mong luôn. Mời. Quá sức tưởng tượng à. Quá sức tưởng tượng à. Đồng bọn. Hả? Ừ. Nắm tiếp. Giờ không biết nhiều nữa anh em ơi. Quá nhiều lắm. Toàn mỗi hang. Trời ơi, nó lú đầu dây sao nhỏ đây. Ủa, ghê chứ. Quá sức tưởng tượng anh em ơi. Nắm mối bây giờ nó đen chắc đen đặc. Chắc đào được chứ. Hôm nay bự lắm. Quá đã. Hái được nhiều không? Ít rồi. Ta đi quá đi. Đó, tuyệt vời. Mặt trời chấm bao dù bao đẹp. Chạy đi nha anh em. Sư phụ tôi nãy nắm hơi bị cực, đắt hơi cứng. Nắm hơi to. Búp không. Trời ơi cái chân kìa. Trời ơi nó dài hơn cái bàn tay. Mời chết. Tướng địch. Hello bạn.
Đó, nấm khủng, đừng nói tới cái đầu nấm bự. Cái nấm này anh em, cái ngón tay không bằng cái nấm là anh em biết cái đầu nấm này. Không có gì phải quay video cũ đâu nha, nói trước nha, video mới nha. Hello anh em đó. Đã chết thiệt chứ. Tức gì mà tức. Không có quay trực tiếp được, không có mạng. Để cây, sẵn không được, bực mình ghê. Nắm nha anh em. Lại chim hả? Dạ. Không. Không có mạng đâu, lại chim. Vô đây không có mạng rồi. Trời ơi, tiếng cầm vỡ gì vậy cho. Quá, quá bút. Quá đã. Ngay đó có cái kìa, dậm nữa kìa. Ngay xe đó. Ừ, ngay đó luôn, anh dậm, nãy anh rõ anh dậm đó. Nắm bự đã khi chứ. Ồ, nó đen, phải nắm vậy nè. Cái gỗ anh bê lại gì? Bê nắm đen nhưng nó bị hư rồi. Hết biết nắm mà chắc. Đây nữa nha anh em. Một lúc chút nha anh em. Ây da gãi mẹ. Đây nữa nha anh em. Trời ơi. Mệt. Quá đen à. À đại ca ơi, chạy trước mà không thấy không? Nó đen khui như mà. Nữa anh em ơi, nữa. Tới rồi. Nó cứ lú đầu dày không. Chết thiệt chứ. Quá sức tưởng tượng rồi. Đúng. Hết biết. Ổ sao mà ngơi. Đúng hàng đen. Như bao công. Đó. Đúng lý tí. Đây nè cậu. Đó, nứt đây nữa nè. Mời chết.